Vé máy bay dịp mùng 2 tháng 9 cao chót vót Xuất hiện ứng dụng ngăn chặn AI chỉnh sửa ảnh Chờ màn đối đầu của công phượng Quang Hải với ngôi sao Song Hyung Min vào tháng 10 Loạt thành tích của các đại diện Việt Nam tại đấu trường Miss World Chỉ còn hơn một tháng nữa tới dịp nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, với lịch nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, dự kiến nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Hiện giá vé máy bay đi lại dịp nghỉ này đã được đẩy lên cao hơn ngày thường từ 2 đến 3 lần. Đường sắt cũng vừa thông báo mở bán vé tàu đi lại dịp này. Dịp mùng 2 tháng 9 năm nay nghỉ quốc khánh trùng vào ngày lễ cuối tuần, thế nên là người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 9. Với lịch nghỉ kéo dài như vậy nên nhu cầu đi lại nghỉ ngơi của người dân cũng tăng, đẩy giá vé máy bay từ thành phố lớn đến các điểm du lịch cao lên gấp 2 đến 3 lần ngày bình thường. Cụ thể, thì ngày 27 tháng 7, khảo sát trang bán vé máy bay trực tuyến của các hãng hàng không cho thấy giá vé máy bay dịp nghỉ lễ quốc khánh năm nay đã tăng cao. Trong các điểm du lịch, Phú Quốc nhận được nhiều chú ý nhất. Cụ thể, trang Hà Nội Phú Quốc đi ngày mùng 1, mùng 2 tháng 9 giá vé của Vietnam Airlines từ 3 triệu đồng trở lên. Với chỉ 3 chuyến bay còn vé đã bao gồm thuế phí. Thậm chí nhiều vé ngày mùng 4 tháng 9 chỉ còn một chuyến bay vé phổ thông giá như trên. Cùng hãng này nếu đi hoặc về sớm hơn 2 đến 3 ngày trước lễ thì giá vé chỉ từ 1 đến 1,5 triệu đồng một chiều. Trường hợp chọn Vietjet cũng lịch đi như trên thì giá vé chỉ xấp xỉ 2 triệu đồng một chiều trở lên, đã bao gồm thuế phí trong khi ngày bình thường chỉ từ 700.000 đồng một chiều. Cùng điểm đến tại Phú Quốc nhưng đi từ Thành phố Hồ Chí Minh, giá vé của Vietnam Airlines từ xấp xỉ 1,7 triệu đồng trở lên, còn Vietjet từ 1,4 triệu đồng một chiều trở lên, trong khi ngày thường cách dịp nghỉ lễ từ 2 đến 3 ngày, giá vé chỉ từ 600.000 đồng một chiều. Giá vé máy bay dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 kể trên so với cách đây 1 tuần, giá đã tăng cao hơn 1 triệu đồng một chiều với các trạng bay khác từ Hà Nội đi các điểm đến như Đà Lạt, Huế, Nha Trang, Đà Nẵng. Trong dịp quốc Khánh sắp tới, giá vé máy bay thấp nhất cũng từ 1,5 đến 2 triệu đồng một chiều trở lên tùy trạng bay. Mức giá này cũng gấp đôi ngày bình thường. Tương tự với các đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, giá vé máy bay dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tới cũng từ 1,1 triệu đồng một chiều trở lên, trong khi ngày bình thường chỉ khoảng 700.000 đồng một chiều. Với đường bay như Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Thành phố Hồ Chí Minh Quy Nhơn, giá vé máy bay cũng được đẩy lên mức 1,5 đến 1,7 triệu đồng một chiều trở lên. Thậm chí với những điểm du lịch được nhiều người dân lựa chọn mỗi khi nghỉ dài ngày, nhiều chuyến bay giờ thuận lợi đã hết vé phổ thông, chỉ còn vé thương gia giá cao. Trao đổi với phóng viên về giải pháp tránh tình trạng giá vé máy bay nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 vừa qua, ban đầu giá vé mức cao, sát ngày đột ngột giảm, gây phản ứng dư luận. Một lãnh đạo của Cục Hàng không cho biết rằng sẽ tăng cường kiểm tra giám sát giá vé và cung ứng vé máy bay của các hãng dịp cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 sắp tới. Dù vậy thì cũng theo vị này, các hãng hàng không hoạt động theo quy định của luật được tự định giá vé máy bay bán ra nhưng tối đa chỉ bằng giá trần do Bộ Giao thông Vận tải ban hành. Gần tới dịp cao điểm nghỉ lễ nếu tỷ lệ đặt giữ chỗ của các đường bay cao, cục hàng không sẽ yêu cầu các hãng tăng chuyến đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Các nhà nghiên cứu tại Phòng Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Máy tính tại MIT, Học viện Công nghệ Massachusetts đã ra mắt PhotoGrad, ứng dụng giúp bảo vệ hình ảnh người dùng không bị chỉnh sửa bởi trí tuệ nhân tạo AI. Cụ thể, khi người dùng đưa những bức ảnh yêu cầu AI chỉnh sửa theo câu lệnh, AI sẽ tạo ra một bức ảnh mới theo yêu cầu trông tự nhiên và không có lỗi chỉnh sửa. Tuy nhiên, nếu bức ảnh đó đã có lớp bảo vệ của PhotoGrad do ảnh AI tạo ra sẽ bị lỗi. Photograph sẽ thay đổi những pixel điểm ảnh trên bức ảnh những pixel này sẽ không thể nhìn thấy bằng mắt người nhưng máy móc và trí tuệ nhân tạo sẽ nhận ra sự khác biệt bức ảnh có những pixel được thay đổi sẽ khiến ai không thể chỉnh sửa tấm ảnh theo cách thông thường đây được xem là những nỗ lực tiếp theo của những nhà khoa học trong việc phân biệt các sản phẩm do ai tạo ra và bảo vệ người dùng khỏi những can thiệp của các công cụ ai Rõ ràng khi các hệ thống AI đạt được các khả năng ngày càng tinh vi, các kỹ thuật như Photograph sẽ có đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tài sản kỹ thuật số và đảm bảo tính vẹn toàn của hình ảnh trực tuyến. Tuy nhiên thì cần phải nghiên cứu thêm để có các biện pháp bảo vệ này trở nên thiết thực và hiệu quả. Theo các chuyên gia của Photograph cũng có những điểm yếu, một số ứng dụng có thể đảo ngược quá trình bảo vệ của Photograph, biến bức ảnh quay trở lại nguyên mẫu, ngay sau đó AI có thể được sử dụng để chỉnh sửa ảnh bình thường. Để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á và ASEAN Cup 2027, đội tuyển Việt Nam sẽ có các đợt hội quân và thi đấu giao hữu trong dịp FIFA Days tháng 9 và tháng 10, đặc biệt trong dịp FIFA Days tháng 10. Thời điểm gần kề với vòng loại World Cup 2026, VFF đã lên kế hoạch cho đội tuyển sang tập huấn tại Hàn Quốc. Sẽ có một trận rất chất lượng với đội tuyển quốc gia Hàn Quốc, hiện đang đứng ở vị trí thứ 28 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA. Như vậy người hâm mộ Việt Nam có dịp chứng kiến màn đối đầu của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam với ngôi sao hàng đầu châu hiện tại là Son Heung-min. Cũng trong hôm qua đã diễn ra lễ bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2023. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 2 và nắm cùng bảng đấu với sự có mặt của Iraq, Philippines và đội thắng trận 8 của vòng loại thứ nhất Indonesia hoặc Brunei. Theo lịch thi đấu năm 2023, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu trong tháng 11 tới. Trận đầu tiên là chuyến làm khách trên sân Philippines vào ngày 16 tháng 11 và trận thứ hai là trận đấu trên sân nhà gặp đội Iraq vào ngày 21 tháng 11. Không thể phủ nhận với phong cách riêng biệt, bốn nữ thần tượng đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa toàn cầu về thời trang. Jisoo Phong cách của Jisoo mang đến nét thanh lịch và nữ tính, đồng thời duy trì sự thoải mái khi mặc. Những năm qua, thị trị cả Blackpink thể hiện mình là nàng thơ của mảng thời trang lẫn sắc đẹp. Cô giữ vai trò đại sứ toàn cầu của thương hiệu Dior và Cartier. Giọng ca Flower đã tạo nên cơn sốt khi tái hiện vẻ đẹp vượt thời gian của biểu tượng màn ảnh Hollywood một thời. Trước khi ra mắt MV đầu tay, Flower, Jisoo diện máy Dior giá 5.200 đô la Mỹ hơn 123 triệu đồng trên tạp chí Virgo của Pháp. Sau đó, chiếc váy này được bán hết rất nhanh, còn trang web của tạp chí bị sập do lưu lượng truy cập quá tải. Người hâm mộ gọi chị cả Blackpink là Dio sống. Tại show diễn Dior mùa thu đông 2023, nữ ca sĩ mang lại 5,3 triệu đô, hơn 125 tỷ đồng cho hãng thông qua các thảo luận trên trang mạng xã hội. Sự xuất hiện trên hàng ghế đầu của Jisoo giúp cho Dior thu được 4,2 triệu đô, khoảng 99,4 tỷ đồng về giá trị tác động truyền thông. Thứ hai là Jennie. Jenny có khả năng khiến những món đồ cực đơn giản trở thành mốt và được lan truyền mạnh mẽ. Trong buổi trình diễn ca khúc solo năm 2018, nữ ca sĩ gắn đầy kẹp lên mái tóc ở hai bên mặt. Ngay lập tức, sự chú ý đổ dồn vào chiếc kẹp tóc đơn giản, món đồ vô cùng quen thuộc với các cô gái. Thậm chí nhiều người gọi đấy là kẹp tóc của Jenny. Từ nhỏ thì Blackpink đã yêu thích thời trang, đặc biệt là Chanel. STMP nhận định cô có thể hiện sự trung thành bằng việc mặc trang phục của hãng từ thời điểm này đến thời điểm khác kể từ khi Blackpink bắt đầu nổi tiếng. Thứ ba, Joshi. Joshi nổi tiếng với phong cách ca tính và độc đáo, gu thời trang của cô mang nét sắc sảo, nữ tính và chút táo bạo. Dòng ca Underground không ngại thử nghiệm các xu hướng thời trang khác nhau. Jose có sở trường biến bộ trang phục đơn giản trở nên sang trọng, phong cách ngày thường của nữ ca sĩ gắn liền với áo hoodie, áo nỉ đính kèm mũ trùm đầu, quần jeans cạp cao và áo thun crop top góp mặt trên thảm đỏ liên đoàn phim Cannes hồi tháng năm, Jossie diện váy dạ hội màu đen từ nhà mốt Saint Laurent. Bài đăng của cô mang về giá trị truyền thông khoảng 6,6 triệu đô, hơn 156 tỷ đồng cho thương hiệu. Thành viên Blackpink là người tạo ra giá trị truyền thông cao nhất vào thời điểm đó. Năm 2020, Jossie lại trở thành đại sứ toàn cầu của Saint Laurent, lần đầu tiên sau 59 năm nhà mốt thành lập. Giám đốc sáng tạo Anthony Vaccarello đã mô tả Jossie là cô gái Saint Laurent của tương lai, đồng hành cùng với Vaccarello. Jossie trở thành thần tượng K-pop đầu tiên tham dự Met Gala 2021 với sự kiện thời trang danh giá bậc nhất hành tinh. Cùng năm nay thì ca sĩ được uh, trang sức Tiffany Co chọn làm đại sứ toàn cầu. Cuối cùng là Lisa, từ khi ra mắt cùng Blackpink, Lisa đã chứng tỏ mình là tắc kẻ hoa về thời trang thì cô có những khoảnh khắc quyến rũ trên thảm đỏ, đồng thời gu thời trang đường phố cũng rất đa dạng và nhiều màu sắc. Lisa là đại sứ toàn cầu của Selene Bulgari. Tương tự ba thành viên khác trong Blackpink, Lisa mang lại doanh thu rất lớn cho những thương hiệu cô làm đại sứ. Hồi đầu năm, Lisa kết hợp cùng Bulgari ra mắt chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn Lowsmerick nhận định chỉ trong một tuần chiến dịch thu được 3,3 triệu đô Mỹ, 78,1 tỷ đồng về giá trị tác động truyền thông. Lisa chia sẻ về chiến dịch trên trang cá nhân của cô, điều này mang lại cho cô thêm 1,5 triệu cho thương hiệu 35,5 tỷ đồng. Lisa có khả năng kết hợp khéo léo giữa những món đồ bình dân đơn giản và xa xỉ. Mặt khác cô biết cách làm nổi bật bộ trang phục đơn giản bằng phụ kiện mang màu sắc đối lập. Năm 2021, Đỗ Thị Hà đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi hậu thế giới 2021 được tổ chức tại San Juan. Đỗ Thị Hà lọt top 13 trong phần thi Top Model. Trong phần thi tài năng, cô đã trình diễn nhạc cụ bài hát Cô gái vót trông từ đàn Trung và lọt vào top 27 màn trình diễn hay nhất. Phần trình diễn nhận về đa số các đánh giá tích cực từ khán giả trong nước. Sau đó thì cô cũng đã chiến thắng vòng 1 của phần thi Head to Head Challenge. Tuy nhiên, cô lại không thể chiến thắng vòng 2 của phần thi và dừng chân ở top 16 của phần thi này. Một đại diện khác của Việt Nam dừng chân tại cuộc thi là Lương Thủy Linh cũng khiến fan sắc đẹp tự hào khi dừng ở top 12 chung cuộc. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp chiều cao 1m78, nói tiếng Anh cực tốt với bằng IELTS 7.5. Đây được xem là thành tích ấn tượng của người đẹp Việt tại đấu trường nhan sắc lớn nhất nhì trên thế giới. Trước Lương Thủy Linh, nhiều người đẹp khác cũng đã từng tạo dấu ấn ở Miss World. Năm 2002, Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên tranh tài tại Miss World. Cô sở hữu chiều cao 1,69m, số đo hình thể là 84, 59 và 86, từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam cùng năm. Lần đầu mang chuông đi đánh xứ người, Mai Phương cũng chứng tỏ bản lĩnh của người đẹp Việt khi được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao. Kết quả, người đẹp sinh năm 1985 vào top 20 Trung cuộc đánh dấu thành tích đáng tự hào cho nhan sắc Việt ở thời điểm hiện tại cô vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng thon gọn dù đã là mẹ hai con. Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1985 đăng con Hoa hậu Việt Nam 2004. Cùng năm, cô trở thành đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Thời điểm tham gia cuộc thi, người đẹp Hải Phòng được công chúng ủng hộ và đánh giá cao nhờ sở hữu gương mặt đậm chất Á Đông. Chiều cao 1,72m cùng số đo 3 vòng là 84, 60 và 92. Không làm người hâm mộ thất vọng, đại diện Việt Nam giữ vững phong độ và được gọi tên vào top 15 Trung Quốc. Hai năm sau thành tích của Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương Thúy tiếp tục mang về niềm tự hào cho người hâm mộ nhan sắc trong nước khi được gọi tên vào top 20 Miss World 2006. Cụ thể, sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, cô trở thành đại diện nước nhà tại đấu trường nhan sắc lớn này. Thời điểm đó, cô sở hữu chiều cao trên 1,8m, số đo hình thể là 88, 61 và 91. Dù liên tiếp gặp sự cố tại cuộc thi như đến trễ thất lạc đồ, song người đẹp sinh năm 1988 vẫn xuất sắc lọt vào top 17 Trung cuộc. Nguyễn Thị Loan được xem là nhân tố bất ngờ cho khán giả khi lọt vào top 25 Miss Qua 2014. Cô sinh năm 1990, sở hữu chiều cao 1m76, số đo ba vòng là 90-63-93. Thời điểm tham gia đấu trường nhan sắc này, người đẹp Thái Bình không những được truyền thông chú ý, mà tuy nhiên bằng sự nỗ lực của mình, cô được gọi tên vào top 25. Nguyễn Thị Loan cũng là đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường nhan sắc khác như là Miss Grand International 2016, Miss Universe 2017. Lan Khuê là người đẹp sở hữu thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường Miss World khi lọt vào top 11 nhờ bình chọn của khán giả vào năm 2015. Năm đó thì cuộc thi được tổ chức tại Trung Quốc, đại diện Việt Nam sở hữu chiều cao 1,76m, số đo ba vòng là 84, 60 và 88, từng đăng quang cuộc thi hoa khôi áo dài Việt Nam 2015. Bên cạnh thành tích top 11, Trung Quốc chân dài còn nhận giải trang phục xã hội đẹp nhất. Dù chỉ được gọi tên vào top 40, song việc chiến thắng dự án nhân ái của Đỗ Mỹ Linh cũng được xem là niềm tự hào của Miss Tour 2017. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn không khỏi tiếc nuối khi họ Việt Nam 2016 không được gọi tên vào top 15 Trung cuộc.